Chào, để chào mừng mình đây, chào cô chú anh chị. Nay hai chồng cũng cưng ngục rồi cả nhà. Sao tối vậy? Trời ơi. Đằng kia kìa mà anh. Sao? Sáng rồi nha. Sáng chưa luôn. Trời sáng trời đỏ đây ha. Sao cái này cái bụi cây ngoài về vô thì nó sáng nè, đúng rồi, ngược ánh sáng. Quay đây nè, em ngồi trước luôn hả? Vậy chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị ngày mới nha. Hôm qua nên có đặt mớ cửa ngục mà. Sáng cái bắt đầu đi cuốn cô chú anh chị. Đây cây. Giờ tới cây cây. Những cây nhỏ lên luôn. Nhỏ cứng quá. Để lên nhỏ lên cái. Đi ra sao đi để nhỏ một nửa bây giờ. Cấm cho dữ. Cấm quá dữ. Nhổ xỉn luôn. Tháng này thì chưa có nhiều đó. Đặt cái măng thì chắc được. Tại vô nước rong rồi nè. Nên đặt thử đi xem sao. Ta phát hành lên. Giờ này mới có 5 giờ rưỡi à. Có cá chạch nè. Cá gì vậy? Ê, sao không bỏ cái đuôi vô? Rớt đồ. Cái đầu cua đầu tiên được 3 con. Ừ, 4 con, con cua nữa. Để bữa nào làm cái nha. Được con cá lăng. Cá bông. Thì cá lăng đó đó. Con cá chạch. Cũng sớm để thường lát gà cào tới hốt luôn. Có không? Có. Có tép. Có tép kìa. Ồ, cũng được, cũng được. Cái chồng ơi, có. Tép đúng không? Ê, ê cái đu, gì dữ vậy? Đu dữ gì lẹ lên, lẹ lên. Quên nó cho miếng nước. Ồ, tép. Hóa tép à. Mấy con mũa tép rồi. Ừ, hai con, hai ba con có bốn. Quậy dữ đi. Có con cá gì? Cá linh hả? Chắc cá linh nó quậy quá. Cái đâu? Cá bóng chứ cá linh gì?
Ồ, ba con cá bóng luôn. Ngon 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 ha. Ngon 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 ha. Đây được. Bọc này sao nhiều thế mà đất thôi gì. Này có cá bông trắng hả? Có con gì mà nhảy vạch vạch đó. Ù, cá bông trắng. Tép. Ô, cô con này có thật à. Anh nó gì. Sao vậy? Sao ra đó nữa rồi? Có đó anh. Thấy không? Có ha. Cá cái nhà có cá bóng với tép nhiều. Ồ, có con ốc bu vàng bự hết sức. Trôi cái tuốt ngoài luôn nè. Bu vàng luôn rồi. Rồi cái cây cắm ở đâu rồi? Cắm nó nằm trong này nè. Thôi thế nào không sức cái cây cắm luôn à. Cũng im nè, chuyện ngồi mấy con cá bóng luôn á. Im im im. Chỗ này im mà không biết. Xe gì dữ rồi. Trái được về con về con. Cũng được, im cho bộ. Thấy gì đó cũng im. Tép cá bóng. Còn kìa, còn ở trên á. Rồi. Ôi cá sơn này không tươi. Có một con ốc bù vàng hết sức bự. Lùm lại đó đi. Tép ngon quá. Đúng rồi, cá trạch còn dưới cấp. Trời. Cái cây lúc rồi. Cái cây đâu? Ừ. Hôm qua đâu có ghe nào đậu đây đâu. Cây cũng vừa chứ không có già. Qua trắng lúc giờ này nước còn lớn mà. Ừ, đúng rồi, nước còn lớn. Mà cũng phải thấy cái cây chứ. Đâu cái khúc này nè. Khúc trống trống luôn. Ừ. Đâu đây nè. Đâu chỗ này nè. Xuống nước. Tới 5 cái theo 5 cái. Thử chỗ nào có cá. Cây mình trắng đâu đây quên mất tiền. Ở chỗ này nè. Trong cái cây dài dài luôn. Ừ. Ở chỗ này không ta? Chỗ này nè. Vô tới một kia là quéo. Có đó, có cá bóng tới. Còn rồi xuống. Đuôi là ngay chỗ đầu cây lúc nào cũng ít hết á. À, nằm mấy cái giữa. Ừ. Bây giờ mấy cái giữa nó ra xa. Ồ, cá bóng nè. Cá bóng này kho ngon cả nhà, kho khô á nha. Cái này nè. Cái này là kho khô là hết bài luôn á. Nhưng mà mặn hơi cực.
cũng rớt ra ra ngoài nữa nè. Có gì không? Rớt rồi. Cái này vậy mà dính tép ngon ha. Ừ. Nãy đầu kia cũng nhiều mà. Cũng có. Đầu này cũng có con cá lồng đồng đá. Tép. Tép nhiều. Có tép à? Có tép rồi đó. Rồi. Tép nó quay tép nó dùng mẹ. Đầu này cũng có tép. Tép không có luôn. Tép mà cắt nguyên đầu đi. Nuôi nhiều đuôi ít. Đuôi. Cái nó vô nhiều. Có một cá lần bơn hay gì? Tép này, tép bán cơm. Tép bán cơm thì bán không nổi đâu ông ơi. Yeah. Tép bự lắm. Tép có... chí mặn ăn. Ừ. Tép này mình làm gì ăn nè? Đúng xèo. Được á. Lâu rồi mình không ăn bánh xèo. Nè, tép nhóc đi. Ừ. Tép không? Cái lần bơn. Bơn này chưa bự hả? Chưa. Lần bơn này chưa có lớn. Cái đó cây. U, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tưởng cá ngát không? Tưởng vô. Cái dê. Cái dê này để làm lại cái dẹo được. Mua về dụng bánh kim mớ cây. Hoàng lỗ bắt bù lon. Rồi, ông lấy gì ông treo nổi? Lấy thùng phi á. Thùng phi đâu? Con cá lăng nữa kìa. Ừ, nãy có hồi sớm có con cá lăng. Có tép gạo nữa nè. Tôm lóng. Anh. Tôm lóng. À, còn cái cuối cùng, còn đầu cuối nữa. Không biết sao. Sao ra tới ngoài này dữ vậy nè. Quá gác rồi. Cái đuôi này gác dữ rồi. Lựa cái này mới được. Còn cái cuối cùng. Đuôi cuối cùng của 5 cái. Cái kia nó còn 5 cái. Qua này đặt 15 cái. Cái này qua dài nè. Cây dài mà con. Nước lớn. Nước lớn con thấy. Vừa bể thùng em. Để nước rộng mới đặt lại. Wow, cái thùng cái này gác dữ rồi. Có con cá gì vậy? Cá bóng, tép, đồ gì. Cá chạch. Ừ, có cá chạch nữa kìa. Bắt cá lăng, cá chê ê bỏ. Ừ, cũng được quá nè. Mà gác quá trời. Đấy, cái đuôi cuốn. Cái cạnh đuôi. Được bình sữa nữa. Ừ. Rồi chạy xuống. Đây. 5 cái kia. Đây. Tới 5 cái cuối cùng. 5 cái cuối cùng. Nhá 15 cái này thấy cũng im hả chồng ha. Ừ. Có cả chục giấy rồi đó. Mê nhất là cá đó đó. Cá chạch, cá bổng, cá chục giấy, cá chục sọc luôn. Được ngon hay biết lắm. Phải đổ ngang được ký luôn cái chục giấy. Bán tiền không. Cá chốt này ngon lắm vậy nha. Cá chốt này mắc lắm á. Giờ là phải neo rồi đó. Neo dịnh luôn rồi đó.
Ồ, được hai bọn con cá trạch, ba con cá trạch. Ồ, vô rồi cả nhà, vô được, ngon. Ồ, có con cá trê nữa kìa. Về chắc này xuống dèo quá. Nó mấy ta? Nó 15 hả? Về cái cây làm rồi. Làm cái mấy con nhỏ chia bác Út á. Mấy cái cành về, cành nhớt hả? Bác Út đâu có cành ấy rồi ta. Im quá cả nhà ơi. Để ốc có làm gì chà, quên á. Ê, bữa nào mình bắt ốc bu vào mình xiên que mình nướng không? Ủa, có cá gì kìa, có cá gì đó, cá gì vậy, kéo lại lên coi. Trời ơi, buồn thiệt. Nó vô cái gì vậy, vô cái gì nhiều rồi. Hình như hồi lúc mình đặt ở đây có dính cá leo nè. Nhóc đường. Đâu dính được con cá chê nữa. Đâu. Ú. Dính như con gai luôn. Dính như con tôm hùm Alaska. Tôm bự á. Vũ cho dữ. Cua. Ngay cống nè, bởi vì có vậy có cái chê. Kiếm đường lên đưa bờ. Mát, mặt nước mát á. Có cá chạch luôn á. Có cá chạch luôn. Quá nhiều. Tiếp đất. Con nhóc. Chúng rồi cả nhà ơi. Chúng rồi. Đổ hoài hơn cái thau dưới này không được móc ra đổ ra. Bắt con cua bỏ thùng tre. Chặt có cái chặt là chịu. Ông bạn đó ông chạy gì dữ vậy ta? Thả lưới. Chê nữa. Chê trắng gì ta? Thấy không? Chê này chê trắng nè. Con nó trắng à? Ừ, con chê con này con lai nè. Con đó chiều hì. Con này cũng trắng nữa nè. Lai. Nhìn đẹp. Cái tiền ống có đặt gì không? Cái đó tép không ha? Nằm cái dưới này trúng hơn chởn rồi cả nhà. Cuối cùng nữa cả nhà. Ở dưới này 5 cái này là mình trúng dữ lắm rồi. Trúng dữ lắm mà trúng cá chê. Bóng tép. Bóng tép mà. Nãy giờ là không bỏ vô được luôn á cả nhà. Quá nhiều rồi. Vì nhà lựa. Có ốc ấy nữa anh. Cái này có cá nữa nè. Có cá chê bự nữa. Có con cá chê bự nữa. Ừ. Cá ngát đỡ ha. Ừ. Phải cá ngát không anh? Cá ngát đâu ngoài mà có chứ tầm cạn vậy. Có gì? Cạn thì có cá chê. Không có không làm gì. Đó, cá chê bự. Con cá chê bự. Cá chạch. Còn cái đuôi cuối cùng. Còn đuôi. Tới cây cây. Có con cá chạch nó dính ngoài. Cây cắm gãy nhìn. Cuối cùng. Cái gì? Có cái gì không?
Khó khó. Thấy con nhảy nhảy đó. Có bóng tép. Có bóng. Rồi. Rồi để chạy về nhà cả nhà. Cua có bóng tép quá mê rồi. Quá tép rồi. Về thôi. À, chồng lên cũng về tới nè. Nên đợi nước gồng lại nên mới đặt lại của chú anh chị chưa chưa. Chứ giờ nước lớn sâu lắm. À, lặn không nổi không. Nước gồng á. Cái nên lội xuống dưới. Cái nên đẩy dưới xuồng á. Cái đặt nó nhanh. Cho bà xả lên trên xả xuống. Còn nước lớn này cái bơi cái bơi không nổi. Bơi xuồng bự đuối lắm. Này tép. Này là cá bóng. Cái chạch còn cũng đó cái chạch không đổ ở đây luôn đi. Để tính để riêng nè. Để đỡ trong cá bóng luôn đi. Còn này là mấy cái chê nè. À. Bốn cái chê với con cá lô kiến trong đó còn nè. Đổ nó ra cũng có lý luôn chú anh chị. Tháng này đặt gì là cũng có lý rồi đó. Mình tưởng đâu là không có luôn. Cũng im rồi. Đó, đổ vô một thao luôn. Trúng. Tép cá bóng. Cá bóng trắng bành bành nè. Nó lăn. Tháng này bán cá cũng có giá. Bóng nhóc luôn. Bóng tép. Kho tiêu. Ăn với dưa hấu. Đổ nước vô cá vậy. Cứng khừ chút bỏ. Hù hú hồn. Cái bóng tép. À, để nên lửa tiếp bà xã lên coi. Cũng im quá im rồi nè. Nên lửa xong sơn sơ chân của chú anh chị. Này là cá chê. Này là cá bóng. Cá bóng nè. Cái chốt nè, để nên làm cái dèo lên nên thả dưới này nè. Nên có ba cái chê con á. Cái nên thả vô dèo với cái chốt được nhiều cái chạch nè. Nhiều cái chạch là có lý đó. Tháng này cá không có chạy mạnh đâu cô chú anh chị. Đợi nước quay á, nước quay cá vô mé cái đầu cái chạch này kia rồi bắt đầu vô mé rồi nữa. Đặt mới có lý. Giống như năm rồi vậy, tép cũng cá ký tép của chú anh chị nè. Cá ký tép. Ngon. Quá đã luôn. Này cho bà xã nên gom về giữ. Nào chưa ăn lại mớ. Còn mớ nên bán ha. Cá bóng. Cá bóng này bóng kêu bằng bóng cát không? Cá bóng trắng. Bóng trắng kêu cá bóng cát. Cá bóng cát là cá cái đầu nó. Cái này là bóng cát nè. Bóng cát nó nhỏ hả? Cá bóng trắng. Giờ nay nên kho ăn của chú anh chị. Xã nên kho. Nước màu, nước mắm, nước tương, tỏi, ớt. Nước tương đâu đây ông hai? Vì không có nước tương hả? À? Cá kho mà nước tương. Ai biết, thấy đen đen đó. Nước màu đó. Nấu cá vô kho. Cũng lâu lắm rồi ha. Không ăn rồi ha. Mùa nước ăn được lần. 8 con. Năm ăn được một mùa. Cái mùa nước nó được ăn. Ừ, để gần nước quay giờ gì nè, tới nước quay là có cá bóng này chứ chị. Cái bóng đèn chưa có nhiều ha. Ừ. Tới nước quay cái bóng đèn mới nhiều. Ba không biết ăn cái này không? Không biết. Ba Sài Gòn hả? Ừ. Chắc là ông ăn được mà. Cái bữa nào nữa. Tưởng nó đặt không có mà có không tưởng à. Đặt 15 cái dính được nhiều cũng im rồi đó. Thì hồi nữa giá mấy cái kia cái nên đặt. Nay vô nước gồng rồi. Vô nước gồng rồi. Chảo qua kho hấp dẫn của chúng chị. Để tiêu để ớt vô cái nữa là thôi rồi. Hết bài. Để ớt. Cá bóng kho cũng đã xong của chú anh chị. À ha, nhìn hấp dẫn không? Cá bóng kho để cây cay ăn với canh bí đao. Đó,
hay chồng nên ăn cũng đơn giản nha. Đơn giản mà thấy chứ ngon lắm nghe. Ở cây cài ăn mới đã. Rồi thì nên cũng xin mời ông bà cô chú anh chị cùng dùng cơm với vợ chồng nên ha. Nên nè, mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm với vợ chồng nên ha. Mời ba mẹ dùng cơm. Ủa không cha, không lấy nước mắm chấm vậy? Không. Mời cả nhà ăn cơm, mời ba mẹ ăn cơm. Cám ăn hả? Rồi nên nên đợi nước rồng chút xíu cái nên đi đặt lại, đặt cái một lại nước rồng dễ đặt. Cái này là cái sức của ngoài luôn, đặt vòng ngoài đống cây á, lấy mấy cái đó thì lấy cái hai cái đó xuống thì giá rồi là thôi. Nó hay có còn cỡ hay có lẻ đó. Hai cái anh để trên trên bao đó. Muốn ăn sao đâu. Mới được không? Ừ. Là cắt gì mà cắt sao? Nó cần ta bào ra. Ừ. Bào cũng cộng á. Có thầu mỡ hả? Sao người ta mới cắt cộng? Ta cắt người trẻ chứ đi đâu mà hai. Ta cắt rồi như vậy chút. Để cắt mỏng mỏng màu chín. Có chặt mẹ làm gì ăn? À, biết rồi. Này cá mình không có bán, chỉ có bán tét không mà. Còn cá nên để lại cho ba mẹ nên ăn rồi. Đó rũa này cũng không mượn. Rũa nó trơn. Gấp không được. Từ đây tới nước quay á là có cá mà cái chặt lại ra. Nước đổ, nước quay, nước đổ là có cá. Chuyện này mình đặt lại chỗ cũ hay chỗ khác? Mình thích ngoài một chút. Ừ. Đặt trên cánh này, đặt cái trên đó hay đặt như này? Trên đó cái gần nó ngay cũng được. Chỗ cây ráo ngã luôn. Đặt 7 cái rồi. Đặt trên đó là sợ ghe cào. Thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cả nhà mình xem video vẻ, bye bye, chào cả nhà.